Xin chào các bạn nha, chào mừng quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì tiếp tục có video. Hôm nay bên Đặng Tín sẽ có hai đôi loa B3 trứng. Thì em có hai đôi này, em sẽ bán cho các bác một mức giá cực kỳ tốt. Đây là một trong dòng loa bãi xịn chính hãng của thương hiệu B3 nhé. Con này có thể lẽ là cả dòng loa lời cũng được, mà các bác nghe trong phòng nhỏ hát karaoke con này thì cực kỳ hay. Hàng xịn chính hãng của B3, thương hiệu Đức nhá. Đây, con này sử dụng một bát 16cm và hai chép hai bên. Con này các bác em đã trước nó mở nội thất có xem rồi, con này cực kỳ chất lượng. Và em xin khẳng định là trong cái tầm giá này rất khó có đôi loa lời nào được như cái dòng này lắm. Thì trước đây em bán cái đôi loa lời này giá là 2.800.000, nhưng em có hai đôi này, bác nào nhanh tay đặt hàng, mức giá chỉ có 2.600.000 một đôi, em bao ship. 2.600.000 một đôi loa lời này em bao ship tặng 2.600.000 bao ship cho tận nơi cho các bác luôn nhá. Và tất cả hàng là còn rất đẹp cho các bác. Tất cả hàng còn rất đẹp cho các bác luôn nhá. Từ mặt lưới này còn rất đẹp luôn. Đây. Đây B3 này, QS600. Đây, B3 QS600 nhá, hàng zin đẹp cho các bác 100%. Được chưa? Rồi các bác theo dõi video này, các bác để lại cho bên Đặng Tín Audio và cho Đặng Tín Audio xin Brunei nhá, và đăng ký kênh màu đỏ phía dưới giúp em. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều, các bác nhớ đăng ký kênh nhá. Đây. Đây, tất cả hàng sẽ còn rất đẹp cho các bác như này. Zin tất cả toàn bộ nha, em xin nhắc lại là hàng rất đẹp cho các bác như này. Sử dụng một bát 16cm và hai chép hai bên. Con này các bác có thể làm loa lời ghép vào những dòng loa full này, hoặc các bác để đánh làm loa lời karaoke nghe nhạc. Nếu bác nào có diện tích phòng nhỏ bác có thể đánh một đôi này thôi. Do rất là hay luôn. Chất âm của dòng này cực kỳ hay. Đấy, và những cái dòng này giờ nó khá hiếm thị trường, đây còn gọi là B3 trứng đấy. Rất chất lượng luôn. Đấy thì em xin nhắc lại, em có hai đôi duy nhất cuối cùng thôi là hết cái lô này rồi. Hai đôi, có đúng hai đôi duy nhất thôi nha. Rồi các bác theo dõi video, các bác để lại cho bên Đặng Tín Audio xin like và đăng ký kênh màu đỏ phía dưới. Giờ sẽ test luôn các bác nghe cái chất âm của dòng loa trứng này nhá. Các bác cùng nghe chất âm cho em nhá. D 1 2 lần 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, lần, 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 1, 2, lần, 5, 6, 7, lần, lần, 1, 2, lần. Vâng, nghe chất âm của dòng đất, loa B3 rồi. Và nó rất hay, em xin nhắc lại có 2 đôi duy nhất, giá là 2.600.000 một đôi. Xin gặp lại các bác nha, hẹn gặp lại tiếp theo.